Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em lại làm một cái video test thực tế cây FX Mili này nhá. Đấy, thì nhiều anh em hỏi là cây Mili nó chiều dài khoảng bao nhiêu. Thì Mili chiều dài của Quy mình không nói nhá. Nhưng mà cái cành của nó này, anh em có thể nhìn thấy này, khoảng 20 này, khoảng tầm 25 cm thôi. Đấy, riêng cái cành này nó cành nó vào tầm 10 inch anh em nhá. Đấy, cho anh khách này, anh ấy ở chỗ anh ấy chơi là hơi bị nguy hiểm, cho nên anh ấy chỉ đút cúp thôi. Đấy, thì hôm nay em làm cái video test thực tế 50 m. Đây, có máy đo khoảng cách nhá. Em đo khoảng cách cho anh em xem luôn. Đấy, cây FXQ3 lỗ V4 này. Đấy, và test 50 m cành bên em tự kéo. Đấy, bật tường đằng sai nhé, test hai bật lửa đi, 47 m anh em ạ. Đấy, anh em có thể nhìn bật lửa không, 47 m anh em nhé. Đấy, 47 m. Đấy, thì đây, bây giờ em xin test thực tế hai cái bật lửa ngoài bờ tường ấy anh em nhé. Đấy, cho anh em tự đánh giá cái chất lượng của cái quy này và là cái cành này nhá. Cành này bên em tự kéo anh em ạ. Đấy, vậy quay rồi, do cái lăng kính là em qua rơi vỡ mất nên là không quay được qua lăng kính. Đấy, ở đây rồi. Đấy, mở bật lửa ấy. Mở vào tường chưa? Rồi, ok. Đấy, 47 m giữa tâm ăn mồi, cành bên em tự kéo nhá. Một cái bật lửa nữa đây, anh em nhìn thấy không? Quay video thấy không? Đấy, anh em thấy đây, anh em thấy chất lượng chưa? Đấy, đây một con quy V4 đấy. Rồi, chiều dài này, đấy, anh em có thể nhìn đây này. 20, chiều tay em hơi ngắn nên là một cái găng tay em không được 20 cm anh em ạ. Đây, 20 này, cành nó chỉ đến tầm này thôi. Đấy, chỗ này khoảng tầm 10, nó vào tầm 30 cm anh em nhé. Đấy, 30-32 cm. Đấy, tại vì cái cây này là em cắt cho anh ấy. Đây, ông này là ông ấy chỉ chơi để vào cốp sẽ Arbalate. Đấy, cây này chiều dài tổng là, tổng chiều dài cái quy này gấp vào khoảng 59 cm anh em nhá. Đấy, thì anh em vừa rồi em test hai bật lửa, anh em có thể nhìn thấy cái độ chính xác và uy lực của nó rất chi là cao nhá. Đấy, 50 m, chính xác là 47 m giữa tâm ăn mồi. Đấy, cành này cành bên em tự kéo, anh em có thể mua lẻ cành được mà bên em vẫn cứ bán lẻ cành nhá anh em nhá. Đấy, hàng bên em đặt hàng là có cọc. Đấy, cọc không nhiều đâu, ví dụ mua cành thì cọc vài trăm nghìn thôi. Đấy, thì đặt hàng bên em sẽ ghim hai cái số điện thoại trên đầu bảng, quên không cầm cái số điện thoại ở đây mà, tẹo em ghim số điện thoại ở đầu bảng nhá. Đấy, thì hàng bên em đặt hầu như bây giờ em chỉ gửi xe thôi, không qua ship code nữa. Đấy, cần Tết rồi ship code rất chi là nguy hiểm, vừa nguy hiểm đến anh em vừa nguy hiểm đến shop anh em nhá. Đấy, anh em thiện chí mua hàng thì cứ ebook đến hai số điện thoại 0583144445 nhé, 0583144 và 0832283888. Đấy, đây và máy đo này, máy đo khoảng cách đây nhá, bên em cũng bán lẻ luôn, 1.800.000 đồng, máy hiện đại nhất. Đấy, rồi xin chào anh em, chúc tất cả anh em luôn thành công trong cuộc sống nhá.